mang trên mình sứ mệnh nâng tầm sống cho người Việt. Vinhomes từng bước kiến tạo những công trình thay da đổi thịt trên khắp Việt Nam, tiên phong kiến tạo các khu đô thị kiểu mẫu, định hình phong cách sống mới với cộng đồng cư dân tinh hoa văn minh, dẫn dắt thị trường phát triển bền vững và xa hơn nữa là khát vọng vươn tầm quốc tế. Phía sau những kỳ tích không thể thiếu những trái tim nỗ lực ngày đêm để viết nên những kỳ tích mới. 8 năm đối với Vinhomes miền Nam là một hành trình của ước mơ và chí lớn. Tâm huyết của những nhà kiến tạo song hành cùng các giá trị văn hóa nhân văn đã thổi hồn vào từng cốt truyện, biến sắt thép vô kim trở thành những tổ ấm hạnh phúc, sáng lên những chân trời của thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa và thịnh vượng. Và không thể thiếu những biểu tượng kiêu hãnh vang danh như Vinhomes Đồng Khởi, Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River và gần đây nhất đó là Vinhomes Grand Park đã và đang góp phần nâng cao của Vinhomes trên thị trường bất động sản. Vinhomes Đồng Khởi đánh dấu cột mốc đầu tiên của Vinhomes tại Việt Nam, vươn lên như một biểu tượng chính thức sở hữu vị trí vàng độc tôn cách biệt như tại trung tâm thủ đô, được ví như trái tim Sài Gòn. Vinhomes Central Park, một trong những khu đô thị hoàn toàn đầu tiên với công viên ven sông 14 hecta, được mệnh danh là chiếc đường xanh trong lòng thành phố. Vinhomes Central Park đã tạo nên sự bùng nổ cho thị trường lúc bấy giờ khi bán ra 10.000 căn hộ chỉ trong vòng một năm và chào đón 65.000 cư dân đến an cư. Tại trái tim của Vinhomes Central Park, tòa tháp Landmark 81 vươn mình mạnh mẽ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi trở thành tòa tháp đầu tiên cao nhất tại Việt Nam và tiếp tục tòa nhà cao nhất thế giới. Vón vẹn 1.000 ngày thi công, Landmark 81 chính là biểu tượng kỳ tích cho bản thân và khối óc người Việt. Vinhomes Golden Tea, khu đô thị sinh thái cao cấp bậc nhất tại trung tâm thành phố. Vinhomes Golden Tea chứng tỏ sức hút giá trị vì tính kỷ lục thời gian hoàn thiện công trình chưa tới 2 năm và bán 3.000 căn hộ trong vòng 1 năm. Và những tiện ích đặc biệt ngay mảnh đất vàng Ba Son đã tạo thành mảnh ghép hoàn hảo giúp Vinhomes Golden River trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho giới tinh hoa và thượng lưu. Vinhomes Grand Park, đại đô thị 271 hecta với công viên xanh rộng 36 hecta, quy mô hàng đầu Đông Nam Á và một hệ sinh thái ôn liên quan đã thành hình và trở thành điểm du hành của hàng chục ngàn cư dân chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 năm. Vinhomes Grand Park đã thiết lập một kỷ lục vô cùng thắng hậu với 10.000 căn hộ The Rainbow bán hết trong 1 tỷ ngày. 10.000 căn hộ Origami giao dịch thành công chiếm 90% số lượng căn hộ dự án sau 6 tháng. Cùng với kỷ lục 2.100 căn của Origami Zen được đăng ký đặt mua chỉ sau 1 ngày đặt mua. 1.400 căn hộ Shop House công trình nhỏ nhỏ thuộc phân khu The Manhattan và The Manhattan Boy được giao dịch thành công. Đến Việt Nam, Vinhomes Việt Nam tự hào cùng đồng hành với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu, 66 đại lý phân phối và hơn 10.000 chuyên viên kinh doanh, hàng ngàn chuyên viên kinh doanh có trên mình chiếc áo với logo Vinhomes, cháy bỏng bỏ người nhiệt huyết và quyết tâm mạnh mẽ tại những sự kiện tham quan hoành tráng, tạo nên sự khác biệt thực tế cho Vinhomes Việt Nam. Thành công là không ngừng lại, những kỷ lục là cơ sở, là niềm tin vững chắc để Vinhomes Việt Nam tăng tốc và chiến lược đỉnh cao mới, hứa hẹn một diện mạo mới sống đậm đà của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.